Thái sư Văn Trọng không bắt được Hoàng Phi Hổ, nghĩ rằng ông ta sang Tây Kỳ ắt sẽ gây loạn, liền lệnh Trương Quế Phương cầm binh chinh phạt. Người này võ nghệ siêu quần, lại có tà thuật, trong lúc xông trận, hễ kêu tên của ai thì người ấy ngã ngựa mê man bất tỉnh. Đi cùng với ông là tướng tiên phong tên là Phong Lâm, cũng có phép thuật, khi niệm chú sẽ phụt ra một trái châu bay đến đánh vào đối phương. Quân Tây Kỳ giao chiến với hai người này bị thất thế. Thấy vậy, Thái Ất chân nhân liền gọi đệ tử là Na Cha xuống trợ chiến. Na Cha dùng càn khôn quyện đánh Quế Phương gãy tay, lọi xương ngã nhào xuống ngựa. Tuy thắng trận nhưng Tử Nha vẫn lo lắng. Ông về núi gặp thầy mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhờ giúp đỡ. Nguyên Thủy trao bảng phong thần cho Tử Nha đem về Tây Kỳ để lập một cái đài phong thần. Trên đường về lại Tây Kỳ, Tử Nha gặp sư đệ là Thân Công Báo. Người này dụ dỗ Tử Nha về đầu quân cho vua Trụ. Sau đó, Nam Cực Tiên Ông đến đuổi hắn đi. Về đến Tây Kỳ, Tử Nha cho xây dựng đài phong thần. Đây là nơi để phong ấn các linh hồn của những vị tướng, các quan đại thần, cũng như các vị thần đã bỏ mạng trong cuộc chiến giữa Thương và Chu, và họ sẽ được phong làm thần. Sau khi xây xong, Tử Nha ra lệnh cho Hoàng Phi Hổ và Na Cha đánh úp quân của Trương Quế Phương. Trương Quế Phương và tướng Phong Lâm thấy quân ngũ vỡ tan, biết không thể nào cầm cự nổi liền bỏ chạy. Thấy Trương Quế Phương thua trận, Văn Thái sư nhờ bốn người bạn thân là đạo sĩ ở Cửu Long Đảo đến viện trợ, gồm Vương Ma, Dương Sung, Cao Hữu Càng và Lý Hưng Bá. Mỗi người đều cưỡi một con quái thú làm ngựa chiến khiến ai nấy trông thấy đều té nhào xuống ngựa. Tử Nha lo sợ nên quay về núi Côn Luân lần nữa để nhờ sư phụ giúp đỡ. Nguyên Thủy trao cho Tử Nha con quái thú gọi là Tứ Bất Tướng và một cây roi dài được gọi là Đả Thần Tiên. Trên đường về lại Tây Kỳ, Tử Nha thu phục được Long Tu Hồ làm đệ tử. Hôm sau hai bên giao chiến, Khương Tử Nha xuất trận, bị Vương Ma đánh chết tươi. Vương Ma chuẩn bị lấy thủ cấp Tử Nha thì bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ngăn cản. Văn Thù và đệ tử là Kim Cha giết chết Vương Ma, hồn Vương Ma bay lên đài phong thần. Sau đó, Văn Thù sai Kim Cha đổ nước kim đơn vào miệng cho Tử Nha sống lại. Ba vị đạo sĩ còn lại hay tin anh trai gặp nạn nên chạy đến báo thù. Tử Nha dùng Đả Thần Tiên đánh bể đầu Cao Hữu Càng, hồn ông ta cũng bay lên đài phong thần. Dương Sum thấy Hữu Càng bị giết tức giận lao đến đánh Tử Nha thì bị anh em Kim Cha và Na Cha giết chết, linh hồn cũng bay lên đài phong thần họp bạn. Trương Quế Phương và Phong Lâm thấy hai vị đạo sĩ bị chết một cách chớp nhoáng như vậy, đồng xông vào trợ chiến với Lý Hưng Bá, giao đấu với Kim Cha và Na Cha. Hoàng Thiên Tường, con út của Hoàng Phi Hổ tuy còn nhỏ nhưng võ nghệ cao cường, lao đến đâm trúng Phong Lâm một giáo chết tươi. Trương Quế Phương và Lý Hưng Bá rối loạn, thấy không cự lại nên cũng bỏ chạy. Mỗi người chạy một hướng. Trương Quế Phương bị quân Tây Kỳ bao vây, dù sức mạnh vô song nhưng cũng không thể chống lại nên lấy giáo đâm vào bụng tự vẫn. Lý Hưng Bá chạy thoát đến một ngọn núi thì gặp phải Mộc Cha, số phần người này cũng không thoát khỏi bảng phong thần, bị Mộc Cha chém đầu. Nhân dịp quân Tây Kỳ đang khí thế, Văn Thái sư ép hai tên Vưu Hồn và Bí Trọng làm tham quân cho lão tướng Lỗ Hùng ra trận, kết quả cả ba đều bỏ mạng. Lo ngại phương Đông còn giặc không thể đích thân đánh Tây Kỳ, Văn Thái sư gọi bốn vị tướng họ Ma đến cầm binh chinh phục Tây Kỳ. Bốn vị tướng này có nhiều phép lạ, được gọi là Ma Gia Tư Tướng. Một là Ma Lễ Thanh, sử dụng một cây gươm báu của thần tiên, gọi là Thanh Vân Kiếm. Kiếm này có bùa phép, mỗi lần niệm chú thì điều khiển được gió và lửa, bắn ra hàng vạn mũi kiếm, có thể đoạt mạng nhiều người cùng lúc. Hai là Ma Lễ Hồng, sở hữu cây lọng gọi là Hỗn Nguyên Tán. Trên cây lọng có đính 10 viên thần châu, mỗi lần mở lọng ra thì khiến trời đất chao đảo, càn khôn chuyển động, mọi binh khí đều có thể bị hút vào. Ba là Ma Lễ Hải, mang theo một cây đàn tỳ bà, bốn sợi dây đàn chia làm địa, thủy, phong, hỏa, mỗi lần gảy đàn là phong hỏa nổi lên, sức công phá không thua kém gì Thanh Vân Kiếm. Cuối cùng là Ma Lễ Thọ, có nuôi một con chuột trắng gọi là Hoa Hồ Điêu, mỗi lần tung ra có thể biến thành sinh vật có cánh to như con voi, dễ dàng ăn thịt quân địch. Hai bên giao chiến với nhau, các bửu bối của Na Cha, Mộc Cha và cây Đả Thần Tiên của Tử Nha đều bị cây lọng Hỗn Nguyên Tán thu hết. Quân Tây Kỳ mất gần phân nửa, thất thế mạnh ai nấy chạy. Tử Nha buồn bã vô cùng vì từ lúc cầm quân đến nay chưa thua trận nào nặng nề như vậy, rồi ra lệnh cho các tướng cùng nhau giữ thành. Bỗng có đệ tử của Ngọc Đỉnh chân nhân đến giúp đỡ, tên là Dương Tiễn, có 72 phép biến hóa. Với tài phép của mình, Dương Tiễn giết chết con Hoa Hồ Điêu của Ma Lễ Thọ và cướp Hỗn Nguyên Tán của Ma Lễ Hồng. Cuối cùng,
Thanh Hư đạo nhân cho Hoàng Thiên Hóa xuống trợ chiến. Thiên Hóa đã giết chết cả bốn anh em họ Ma. Tức giận quân Tây Kỳ quá hung hăng, Văn Thái Sư quyết định tự giá thân chinh, trận đầu đánh cho Tây Kỳ thảm bại. Trận thứ hai, Văn Trọng bị quân Tây Kỳ đánh úp, thua to. Vân Trung Tử biết Văn Trọng sẽ lại đem quân đánh Tây Kỳ nên cho Lôi Chấn Tử xuống trợ chiến. Thất trận, Văn Trọng liền bay đến Biển Đông. Vốn là người của Triệt Giáo nên Văn Trọng đã nhờ sự giúp đỡ của 10 vị đạo sĩ Triệt Giáo ở Kim Ngao Đảo, được gọi là Thập Thiên Quân. 10 người này có 10 trận pháp rất lợi hại, gồm Thiên Tiệt Trận của Tần Hoàn, Địa Liệt Trận của Triệu Giang, Phong Hống Trận của Đồng Hoàn, Hàn Băng Trận của Viên Giác, Kim Quang Trận của Kim Quang Thánh Mẫu, Hóa Huyết Trận của Tôn Lương, Liệt Diệm Trận của Bạch Lễ, Lạc Hồn Trận của Diêu Tân, Hồng Thủy Trận của Vương Dịch, Hồng Sa Trận của Trương Thiệu. Đây được gọi là Thập Tuyệt Trận. Tử Nha xem xong 10 trận ấy thì ôm đầu buồn bã. Diêu Tân tin rằng Tử Nha không thể nào phá được 10 trận ấy nên dùng một phép mọn. Ông ta lao vào Lạc Hồn Trận lập một cái đài chủ phép để giết chết Tử Nha. Xích Tinh Tử biết chuyện nên bay xuống Tây Kỳ cứu Tử Nha nhưng không chống nổi Lạc Hồn Trận. Ông chạy đến cầu cứu Lão Tử. Lão Tử đưa Thái Cực Đồ cho Xích Tinh Tử. Tuy cứu được Tử Nha nhưng Xích Tinh Tử đã để Diêu Tân cướp được Thái Cực Đồ. Sau khi Tử Nha tỉnh lại thì 11 người của Xiển Giáo cũng đến trợ lực để phá Thập Tuyệt Trận của phe Triệt Giáo. Tính luôn Xích Tinh Tử thì đây chính là thập nhị đại tiên của Xiển Giáo. Sau đó Nhiên Đăng đạo nhân cũng đến, ông lãnh ấn soái lãnh đạo 12 vị đại tiên vào phá trận. Để phá được trận, Nhiên Đăng đã dùng 9 người vào trận lót đường. 9 người này đều bị giết chết rồi bay lên đài phong thần. Kết quả, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn giết chết Tần Hoàn, phá trận Thiên Tuyển. Cụ Lưu Tôn phá trận Địa Liệt, giết chết Triệu Giang. Từ Hàng đạo nhân phá trận Phong Hầu, giết chết Đồng Hoàn. Phổ Hiền chân nhân phá trận Hàn Băng, giết chết Viên Giác. Quảng Thành Tử phá trận Kim Quang, giết chết Kim Quang Thánh Mẫu. Thái Ất chân nhân phá trận Hóa Huyết, giết chết Tôn Lương. Sau khi thấy 6 vị đạo sĩ bị giết, Thái Sư Văn Trọng đến gặp bạn hữu là Triệu Công Minh nhờ giúp đỡ. Công Minh mời Tử Nha ra khỏi thành nói chuyện, rồi dùng roi phép giết chết Tử Nha. Quảng Thành Tử dùng thuốc tiên cho Tử Nha sống lại. Hôm sau Triệu Công Minh lại đến Tây Kỳ khiêu chiến. Có một bửu bối là sâu chuỗi rất lợi hại, tên là Định Hải Châu nên một trận mà đánh bại 5 vị đại tiên của Xiển Giáo gồm Huỳnh Long Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân và Linh Bảo Đại Pháp Sư. Ngày tiếp theo, Triệu Công Minh lại dùng Định Hải Châu đấu với Nhiên Đăng, biết là bửu bối lợi hại. Nhiên Đăng quay đầu bỏ chạy, gặp được 2 đạo sĩ lạ mặt là Tiêu Thăng và Tào Bảo. Triệu Công Minh đánh chết được Tiêu Thăng, nhưng Định Hải Châu thì bị Tào Bảo đoạt mất, đành phải rút về.